Hello, xin chào các bạn. Hôm nay là nhà gia đình Bích Em sẽ ăn món bánh xèo tôm nhảy nha các bạn. Bánh xèo tôm nhảy Bình Định nè. Đây, mình sẽ quay cho bánh xèo bạn coi nè. Chưa bỏ tôm nha các bạn, chưa bỏ gì hết. Là mới bánh xèo không? Chờ chín nổ bỏ. Đó là bánh xèo. Đó, thành phần chính của bánh xèo này các bạn. Không thế không là thiếu là trước mắt là bột nha các bạn, là bột bánh xèo này. Này giờ mình tự làm luôn nha, tự xay luôn đó. Thứ hai là món giá đó, thứ ba là tôm và thịt chứ cái mình làm được món xèo ngon nhất này bạn. À, bây giờ mình sẽ quay quy trình với em làm một cái bánh xèo nha. Đó, sẽ bánh xèo chính thì là thịt vô. Kiếm trời ơi, nhiều dữ vậy. Rồi chứ. Xem tiếp theo mình sẽ cho giá nữa nha mà. Rồi đợi xíu. Nào, thấy nữa rồi. Bước đi trả nè. Ủa, mình đến Đại Lộc hả? Sao mình đến Bình Định này? Đây là một cái thành phẩm này. Hấp dẫn chưa? Đó, ăn kèm với rau nữa các bạn, rau với nước mắm thần thánh. Đây là bánh tráng Đại Lộc, bánh tráng này mình lấy ra vợ nha các bạn. Đây là bánh tráng Bình Định nè. Ngon nha các bạn. Thì mình sẽ nhúng bánh tráng Bình Định trước nha. Sẽ nhúng hai cái bánh tráng Bình Định, cái ăn kèm với bánh xèo. Không, muốn ăn gì hả? Chanh nữa. Quá là ngon luôn. Đó, từ xem mình thích lại nha các bạn. Thích lại cho cái độ nóng bây giờ là nó chín hơn. Lúc này được rồi đó. Rất đẹp luôn nha. Rồi, nhà dòng mình mời mọi người ăn cơm nha.